Kính thưa quý vị, đến giờ này thì sau khi chúng tôi cuốn gói đồ đạc rồi và chuẩn bị lên đường công trình mới thì tôi cũng quay lại clip này nhà bác. Thì đến giờ này thì tối rồi, thực sự là tối rồi. Những con chim đang tôi mở âm từ buổi chiều đến bây giờ thì nó chuẩn bị đang bắt đầu là không còn đường nào khác là phải chui vào cái nhà yến này thôi. Và lợn thì cho ăn no thì đã kêu rồi, bây giờ chim thì bắt đầu phải vào chuồng thôi, không còn cách nào khác. Thì chúng tôi cũng đã cố gắng làm một căn nhà yến này cho các hai bác ở xã Đồng Lơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Thì bác chủ nhà thì đang xem camera xem nó vào ra làm sao. Nhưng bây giờ thì các quý vị cũng thấy bắt đầu nó vào rồi đấy. Nó sẽ vào hết cái đám chim này thôi, không còn cách nào khác thì nó không vào. Tôi cố gắng zoom lại để vào cái lỗ chim bị kìa. Và nó sẽ quay, nó quay vòng tròn, đấy nó sẽ vào đấy. Tất cả hệ thống đường dẫn, loa du, loa dẫn, âm thanh chúng tôi đã hoàn thiện, và hệ thống khí, thống nhiệt, loa phóng thì tôi đã không dùng rồi, chỉ còn mỗi loa lỗ mà thôi. Và để cái kia thì mai bác chủ nhà phải tháo ra, không thì con cắt nó lại đậu lên đó, lại tôi lại phải đi đuổi cắt nữa thì tôi không có năng lực đuổi cắt. Vi sinh thì tôi đã để lại cho bác chủ nhà để bác chủ nhà xử lý. Chúng tôi cũng không cần phải xử lý bằng đó thì các bác sẽ phải thường xuyên phải xử lý cái đó. Và quý vị cũng thấy là tiếng chim nó kêu to hơn tiếng hoa của tôi đấy nhé. Tôi cũng hy vọng là sau căn nhà này, sau 4 năm nó thất bại rồi, bây giờ nó không còn cơ hội để thất bại nữa. Và vấn đề nó là nhanh hay chậm thì tùy thuộc vào cách chăm sóc vận hành nhà yến của mình. Nếu mà quý vị mà không đụng vào âm của tôi, không đụng vào các hệ thống loa của tôi, không chỉnh âm của tôi, không thay âm của tôi thì chắc cái nhà yến này sẽ ok. Và đặc biệt là quý vị cũng phải cố gắng làm sao đừng để cái âm ni nó chết của tôi là được rồi. Đó là một điều tôi mong ước. Đi uống cà phê thì cũng lần mấy ông bạn là chi kỷ mà uống. Uống phải mấy ông uống cà phê mấy cái ông gọi là tào lao thì chỉ có chết thôi. Nó đang vào rồi đấy quý vị nhé. Thực sự nó đang vào rồi. Cũng không phải lăn tăn suy nghĩ gì. Giờ này thì không có đường nào thoát cả, phải chui vào trong nhà yến này thôi. Nhà bác chủ nhà này thì đặc biệt nuôi heo rừng, vừa nó đói nó kêu ngáy luôn đấy. Lúc này nửa tắt cơm thôi, con thì khóc, vợ thì la, con khóc thì chồng mà đòi tòm tem thì chỉ có chết thôi. Thôi bây giờ nó bình yên hết rồi thì chim nó vào thôi, lợn thì không kêu nữa rồi. Bên này có chồng lợn to lắm, toàn heo rừng không mà. Tôi cố gắng, tôi đứng đây là mũi rất nhiều, nhưng mà tôi cố gắng quay cho quý vị coi để xem cái đám chim này nó có vào hết không. Bên kia cách nhà yến này khoảng tầm cỡ là 1 km, 500m, 300m có những nhà yến rất thành công. Một năm họ thu khoảng tầm 2 tạ yến nhé, ở khu vực Đồng Lơ nhé. Khu đầu Đồng Lơ, huyện Hớn Quản của tỉnh Bình Phước nhé. Đấy. Có những nhà yến làm cỡ 5-6 năm nay thu một năm là khoảng 1 tạ yến ấy, không ít đâu. Thế nên là lại cứ nhào vào làm yến, cuối cùng là nó thất bại. Thất bại mới la lên, vài 3 năm mới la lên chứ 1 năm thì chưa la đâu. Tôi gắng quay một chút xíu nữa xem nó về. Thực sự ra nhà những cái âm mà tôi làm lại mà nó lạ lạ môi trường cái này, cái hơi phân nó lên thì chim đến chơi rất là nhiều. Con nào chơi thì cứ chơi, con nào vào thì cứ vào. Nó còn nhiều là ngoài lắm nhé quý vị nhé. Đấy. Buổi chiều xuống sớm thì nó chơi rất là nhiều, nên là đến bây giờ con nào nó chịu chơi ở đây mà nó chim con. Đặc biệt là tôi những cái nhà yến mà gần nhà yến thành công thì tôi hay dùng âm chim con. Những bông hoa nhỏ thì dụ được, chứ mấy ông mấy bông hoa già già thì dụ khó lắm, không dụ được đâu. Và nó vẫn đang bay và tương đối này. Ngoài những con yến ra nó là có thêm vài mấy con rơi nữa, nó lại gần nó nữa. Đây nó còn bay này, cực kỳ. Đấy, nó cứ vào thun thút luôn nha quý vị nhé. Đấy, nó vào như tên đấy. Và tôi quay thì không biết lúc nào lắm hết đây. Bây giờ là hơn 6 giờ, gần 7 giờ rồi. Nó vào từ chiều nay dai cơ. Vào nay dai từ chiều, bây giờ nó vâng. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và hẹn quý vị video kế tiếp vào ngày mai hoặc ngày mốt. Ngày mai tôi lại phải làm một căn nhà yến là nóng lại cả lại gỗ cơ.
Đấy, vừa làm vừa phải dặm gỗ cơ, nên là nó hơi lâu một chút xíu. Thì tôi hẹn quý vị vào chương trình này kế tiếp, chúng tôi sẽ cố gắng làm những video chân thực nhất. Đấy, để quý vị tham khảo và quý vị có thể tự sửa nhà yến. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn quý vị, hẹn quý vị video lần sau. Xin hãy chào tạm biệt.